Làm con gái trọn vẹn ở tuổi U50, Lâm Khánh Chi rạng rỡ dự sự kiện dù mới phẫu thuật thanh quan. Khi cơ hội đến thì em chắc chắn em sẽ nắm lấy và em sẵn sàng thay đổi. Đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc tỏa sáng của Lâm Khánh Chi tại một sự kiện lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội TikTok. Tại sự kiện, người đẹp diện váy dáng dài kín đáo, song chi tiết 2 giây và cổ khoét sâu giúp tôn vẻ gợi cảm. Được biết, đây là lần hiếm hoi cô dự sự kiện sau phẫu thuật thanh quản vừa qua. Theo dõi video, netizen vẫn nhận thấy vết sẹo ở cổ của nữ ca sĩ 7X vẫn còn rõ. Tháng 10 năm 2022, Lâm Khánh Chi đã sang Thái Lan để phẫu thuật dây thanh quản với mong muốn sở hữu giọng nói nữ tính hơn. Được biết, hiện sức khỏe của cô dần ổn định và đang tập nói. Những hình ảnh sau chỉnh sửa, dù còn băng bó song cô luôn giữ thần sắc tươi tắn. Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi chia sẻ tình hình hiện tại của mình để trấn an người hâm mộ. Nữ ca sĩ tâm sự đã đấu tranh suốt 10 năm mới có thể quyết định phẫu thuật thanh quản. Cô muốn trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn trước khán giả và đặc biệt là cho người yêu của mình. Lần phẫu thuật thanh quản này của Lâm Khánh Chi cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể sẽ bị mất giọng hát. Nữ ca sĩ hy vọng khán giả sẽ thấu hiểu cho mình nếu một mai không thể đứng trên sân khấu được nữa. Trước khi làm, bác sĩ tư vấn rất kỹ, khi làm giọng xong có thể hát hay, cũng có thể không hát, hãy đồng ý thì làm và dưỡng giọng từ 1 tháng tới 3 tháng giọng mới ổn định được. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ thì Khánh Chi tiếp tục sự nghiệp ca hát, không thì dừng lại tại đây. Quý vị khán giả yêu thương Khánh Chi cũng đừng buồn nếu Khánh Chi không hát được như trước nhé. Cảm ơn rất nhiều. Cuối cùng thì Khánh Chi cũng sẽ có được một phiên bản hoàn hảo mà mọi người mong muốn. Cô viết trên trang cá nhân, người đẹp cũng chăm chỉ update tình trạng sức khỏe của bản thân. Cô cũng vui mừng thông báo mình sắp có buổi tập nói lại. Nếu suôn sẻ, người đẹp cũng sẽ bắt đầu quay trở lại tập hát. Cộng đồng fan của công chúa cũng mong rằng cô sẽ nhanh chóng hồi phục và quay trở lại sân khấu với giọng hát mới, sản phẩm mới. Lâm Khánh Chi cũng hy vọng sẽ được hát trở lại sau cuộc phẫu thuật. Trong 2 tháng tới, khi đã có thể nói chuyện bình thường, Khánh Chi sẽ luyện giọng và trở lại với vai trò ca sĩ ở một phiên bản Lâm Khánh Chi hoàn hảo. Mong rằng khán giả vẫn theo dõi, yêu thương và ủng hộ Khánh Chi như những ngày đầu còn đi hát. Ở độ U50, Lâm Khánh Chi nhận về nhiều lời khen có cánh cho vẻ đẹp trẻ trung, sắc sảo. Người đẹp còn trình làng bộ ảnh thời trang mang cá tính mạnh mẽ và độc đáo. Trái với vẻ đẹp công chúa thường thấy, bộ ảnh đánh dấu sự lột xác mới mẻ, giúp cô đa dạng hóa hình ảnh bản thân khi hoạt động giải trí. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Lâm Khánh Chi còn được nhiều người biết đến là một mỹ nhân chuyển giới ngày càng nhuận sắc. Trong đó, mỗi khi dự sự kiện, người đẹp khi khoác lên mình những thiết kế lộng lẫy đều ghi điểm. Đặc biệt, hình ảnh rạng rỡ dù cổ còn rõ vết sẹo vì mới phẫu thuật thanh quản gây ấn tượng mạnh mẽ. Lâm Khánh Chi vẫn nhận nhiều lời khen về sự chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện của mình. Bước qua độ tuổi U50, Lâm Khánh Chi đã có quyết định táo bạo, nhưng nghe đến lý do thì ai cũng xúc động và thấu hiểu. Nữ ca sĩ đã truyền đi cảm hứng tích cực đến rất nhiều người xung quanh, đặc biệt là các bạn trong cộng đồng LGBT. Chúng ta không có quyền lựa chọn giới tính, nhưng có quyền quyết định cuộc đời mình. Khát vọng được hoàn thiện bản thân luôn đáng trân trọng. Tuy nhiên, mọi người cũng cần quan tâm đến vấn đề sức khỏe và tinh thần của mình trước khi đưa ra những quyết định đụng chạm đến cơ thể. Bạn có cảm nhận như thế nào về những lần xuất hiện trên thảm đỏ đầy chấn động của công chúa Lâm Khánh Chi? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.